Ba Na là quần thể du lịch nghỉ dưỡng tọa lạc tại khu vực thuộc dãy Trường Sơn, nằm ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25 km về phía Tây Nam. Toàn bộ quần thể du lịch nghỉ dưỡng nằm trên đỉnh núi Chúa có độ cao 1.489 m so với mực nước biển. Bà Nà Hill được khám phá từ hơn 100 năm trước. Núi Bà Nà nằm ở dải đất miền Trung với khí hậu mát mẻ quanh năm. Chỉ hơn 10 năm trở lại đây, Bà Nà Hills mới được nhiều người biết đến với tổ hợp các công trình du lịch, qua đó đạt danh hiệu khu du lịch hàng đầu Việt Nam 4 năm liên tiếp từ năm 2014 đến 2017. Về lịch sử quá trình phát triển của tổ hợp Bà Nà Hills, năm 1901, quan toàn quyền Đông Dương Paul Dormer muốn tìm một nơi tương tự như Đà Lạt để xây dựng khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng chữa bệnh cho các quan chức, binh lính và sĩ quan người Pháp. Tháng 4 năm 1901, Đại úy De Bay phát hiện ra núi Chúa tức Bà Nà, một ngọn núi cao với địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu bán ôn đới dễ chịu mát mẻ, tương tự như Đà Lạt và chỉ cách thành phố Đà Nẵng về phía Tây chừng 46 km. Năm 1938, Bà Nà đã được Phòng Du lịch Đông Dương đưa vào tour du lịch 8 ngày bằng xe hơi tuyến Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Hà Nội, Hải Phòng và ngược lại. Ngày xưa, kiệu ghế được xem là một phương tiện di chuyển đầy lý thú và rất điển hình cho du lịch Bà Nà xưa, với lượng du khách ngang với những khu nghỉ mát thời đó như Lơ Bóc Khô, Campuchia, Mũi Xanh Giấc Khuê, Vũng Tàu, Tam Đảo hay Sapa. Năm 2007, tập đoàn Sun Group đã đầu tư trọng điểm để biến Bà Nà thành một tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, cụ thể với những điểm nhấn như sau. Hình ảnh chúng ta đang thấy là hệ thống cáp treo Bà Nà hiện đại bậc nhất thế giới, với các tuyến như tuyến cáp treo Suối Mơ Bà Nà, tuyến cáp treo De Bay Morin, tuyến thứ ba là tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên El Indochai, tuyến thứ tư là tuyến cáp treo Hội An Marseille. Và tuyến thứ 5 là tuyến cáp treo Bordeaux Louvre. Từ trên tuyến cáp treo này, chúng ta có thể nhìn thành phố Đà Nẵng về phía xa và nhìn những cánh rừng bạt ngàn hay đường chân trời với mặt biển xanh thăm thẳm rất đẹp, tuyệt vời. Đây là những con suối chảy trong rừng núi Chúa. Có thể nói tổ hợp cáp treo Bà Nà là tổ hợp cáp treo hiện đại bậc nhất và có quãng thời gian di chuyển rất dài để chúng ta thư giãn, ngắm nhìn, thỏa thích không gian xung quanh. Đây là khu làng Pháp. Làng Pháp được thiết kế dựa trên những nét phác thảo trong cuốn ghi chép của nhà truyền giáo Pierre de Behaye kể về cuộc hành trình xuyên nước Pháp đầy thú vị của ông. Làng Pháp là bức tranh thu nhỏ của nước Pháp thời Trung Cổ, được khôi phục lại từ những thị trấn làng mạc khác nhau trên khắp nước Pháp mà Pierre
từng đi qua với diện tích 45.300 m², làng Pháp được chia thành 7 khu vực khác nhau gồm ngôi làng của xứ Bretec được mệnh danh đẹp nhất nước Pháp, ngôi làng nguyên sơ nhất thời Trung cổ Pháp là Concours Aveyron, khu vực lâu đài Chateau de Chenon, thánh đường Saint-Denis, ngôi làng Apremont-sur-Alève. Có thể nói, tập đoàn Sun Group đã phát triển rất kỳ công. Các nhà kiến trúc, các nhà thầu xây dựng đã làm việc rất tốt. Đến làng Pháp, mình như lạc vào một không gian huyền ảo. Đây là khu quảng trường trung tâm. Khu quảng trường tập trung nhiều các lâu đài cổ, nhà thờ Thánh Denis, khách sạn 5 sao, rất đẹp. Những vườn hoa, những tiểu cảnh rất tuyệt vời. Chúng ta như lạc vào khu vườn cổ tích vậy. Đây là khu trò chơi trong nhà Fantasy Park, lấy cảm hứng từ hai cuốn tiểu thuyết Hành trình vào trung tâm trái đất và Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn người Pháp Jules Verne.
Khu Fantasy Park là khu vui chơi giải trí trong nhà diện tích 21.000m2 với thiết kế 3 tầng bao gồm hơn 100 trò chơi. Bên trong có cả các trò chơi mạo hiểm và các trò chơi cho trẻ con rất tuyệt vời. Đây là khu trưng bày tượng sáp. Khu trưng bày tượng sáp sở hữu 49 tác phẩm nghệ thuật tượng sáp tinh xảo được thực hiện bởi những nghệ nhân người Ý, là bản sao của ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, doanh nhân, chính trị đa nổi tiếng như ca sĩ Lady Gaga, diễn viên Thành Long, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, doanh nhân Steve Jobs, diễn viên Angelina Jolie, vân vân. Đây là khu đường lên chùa, khu tâm linh. Thank you.
Đây là khu tổ hợp gồm có nhiều các công trình tâm linh nổi tiếng và cổ xưa như Linh Phong Thiền Tự, Chú Vũ Trà Quán, Thích Ca Phật Đài, Lầu Chuông, Linh Phong Bảo Tháp. Linh Phong Thiền Tự nay còn gọi là Chùa Bắc được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim theo kiến trúc điển hình của các ngôi chùa ở phía Bắc. Với diện tích 650 m², Linh Phong Thiền Tự bao gồm tiền đường, hậu cung và sân vườn. Lầu Chuông được xây dựng theo lối kiến trúc nhà Phật, nơi đặt chiếc chuông đồng nặng 1 tấn được đúc ngay tại đỉnh Bà Nà trong thời gian chưa đến 1 năm. Đứng từ lầu chuông này, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của Bà Nà rất huyền ảo và tuyệt vời. Ngoài ra, ở đây còn có Chú Vũ Trà Quán nằm trong quần thể tâm linh trên núi Chúa, bên cạnh đền Lĩnh Chúa Linh Từ, phía trên là Linh Phong Bảo Tháp với không gian cảnh sắc thanh tịnh. Chú Vũ Phong, Chú Vũ Trà Quán có diện tích 350 m², bao gồm 3 khối nhà được xây theo lối kiến trúc truyền thống của miền Bắc Việt Nam, bên trong được bài trí theo thiền. Du khách tham quan thường tới đây để thưởng trà, tĩnh tâm trong âm nhạc thiền. Và bên cạnh đó còn có ngôi Linh Phong Bảo Tháp được thiết kế với 9 tầng, mỗi tầng với 4 mặt, có gắn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng quay mặt ra 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Xung quanh tháp có tượng Tứ Đại Thiên Vương Uy Phong Hộ Trì. Đứng trên tháp chuông, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh làng Pháp ở trên đỉnh Bà Nà rất đẹp và rừng núi Chúa.
Đây là nhà ga tàu hỏa để đến với khu lâu đài mặt trăng. Đây là một tổ hợp mới hiện đại, dùng biểu diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp với các công nghệ hiện đại sẽ mang đến cho các bạn một cảm giác rất là thú vị, cuốn hút.
Đây là khu cầu vàng. Cầu vàng gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố với tổng chiều dài khoảng 150m. Bề rộng toàn bộ cầu là 5m, trong đó phần mặt cầu dành cho người đi lại rộng 3m. Hai bồn hoa mỗi bên rộng 1m, thiết kế độc đáo với ý tưởng hai bàn tay một vị thần nâng đỡ thân cầu. Cầu vàng đã được nhiều tờ báo hãng thông tấn uy tín tại Việt Nam và quốc tế như CNN, BBC, The New York Times, Time, Fox News, Guardian, Ars Daily v.v. ca ngợi. Hầm rượu The Bay độc đáo bởi nó được đào xuyên vào lòng núi, có tổng chiều dài từ lối vào đến lối ra khoảng 100m, chiều cao 2,5m, rộng khoảng 2m. Bên trong có các hầm cất giữ rượu, ba rượu, lò sưởi, sảnh. Vách hầm được xây bằng đá núi và vữa làm từ hỗn hợp đường và nhựa cây bời lời, một loại cây khá phổ biến ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng. Ở hầm rượu chúng ta cũng có được thưởng thức các loại rượu vang hay là các loại rượu nhập khẩu, uống rất ngon. Đây là vườn hoa Le Jardin. Thank you.
Bà Là được mở cửa từ tháng 4 năm 2014. Khu vườn hoa Le Jardin de Amour có tổng diện tích 8.206 m², bao gồm 10 khu vườn được thiết kế dựa theo các kiểu vườn hoa độc đáo của châu Âu, gồm quảng trường ước hẹn, vườn uyên ương, vườn thiêng, vườn địa đàng, vườn suối mơ, vườn ký ức, vườn thần thoại, vườn suy tưởng, vườn nho, vườn bí ẩn, vân vân. Đến đây chúng ta vô vàn được thưởng thức và ngắm các loại hoa trên khắp thế giới rất tuyệt vời. Đến Bà Là Hill, bạn cũng nên ghé thăm chùa Linh Ứng. Đây là một ngôi chùa cổ rất đẹp. Chùa Linh Ứng tọa lạc ở độ cao trên 1.400 m. Chùa Linh Ứng được khánh thành vào tháng 3 năm 2004. Phía trước chùa có một cây thông ba lá quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam. Chùa có một bức tượng Thích Ca Phật, đài uy nghi cao 27 m, màu trắng mà những ngày nắng giáo. Từ thành phố Đà Nẵng có thể nhìn thấy bức tượng trắng muốt này. Ở Bà Là, tuyến tàu hỏa leo núi vận chuyển khách tham quan qua các thắng cảnh như chùa Linh Ứng, vườn hoa Le Jardin, khu biệt thự cổ. Từ trên tàu, du khách được ngắm cảnh sắc ấn tượng từ núi rừng Bà Là hùng vĩ,